Bạn có biết đất nước kỹ thuật số là biệt danh của nước nào không? Đất nước kỹ thuật số là biệt danh của nước Estonia nhé bạn ơi. Du lịch Estonia có gì chơi? Thủ đô Tallinn luôn là điểm đến thú vị dành cho các bạn yêu thích khám phá. Nhà thờ Alexander Nevsky bên trong là hệ thống đá cẩm thạch, tranh sơn tường với những chi tiết điêu luyện tinh xảo tạo nên một kiệt tác nghệ thuật hoàn hảo cho Estonia. Wow. Và bạn có thể ghé thăm các lâu đài trên khắp Estonia, có rất nhiều tòa lâu đài tuyệt đẹp với kiến trúc độc đáo sẽ khiến bạn mê say nữa nhé. Estonia có đặc sản gì? Kava là một loại đồ uống khá nổi tiếng được lên men từ lúa mạch đen hoặc bánh mì lúa mạch. Mauji Puder là món ăn kết hợp giữa cháo và khoai tây nghiền, thêm vào một ít bơ và sốt có thể sử dụng cùng với thịt xông khói. Wow. Và bạn không nên bỏ qua món Vaslechukko. Món ăn là sự kết hợp của bánh mì và lớp kem tươi bên trong tạo nên bị béo ngậy thơm ngon nữa nhé. Estonia có gì độc lạ không? Muốn độc lạ thì bạn hãy khám phá những điều thú vị về đất nước của những phụ nữ đẹp như tiên liền nhé. Điều 1, mang vật phản quang để đảm bảo an toàn dù cho đi bộ hay đi xe đạp. Mọi người đều phải mang theo khóa phản quang để người khác có thể nhìn thấy. Wow. Điều 2, quán quân cuộc thi thế giới, mang vợ. Woo! Điều 3, Tallinn, thủ đô Estonia, là thành phố đầu tiên trên thế giới mà mọi phương tiện công cộng đều miễn phí cho tất cả mọi người. Đố bạn đây là nhân vật nào?